Và các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước cái mẫu xe đua Rimmer GB2 890RR 2024 hoàn toàn mới chính thức lộ diện. Rimmer Motorcycle, một thương hiệu tập trung vào những cái người đam mê đường đua, bao gồm cả những cái tay đua nghiệp dư và những tay đua chuyên nghiệp. Nền tảng các chiếc GB2 của Rimmer đã được phát triển trong khoảng 5 năm rưỡi, trong đó có 18 tháng vừa qua đã dành cho cái mẫu là 890RR. Đối với cái phiên bản của năm 2024, Rimmer đã phát hành cái mẫu xe đua GB2 890RR dưới dạng là mẫu xe phiên bản giới hạn dành cho năm 2024. Với chỉ có là 125 chiếc xe dự kiến được sản xuất, cùng với chúng tôi tìm hiểu nhé. Rimmer GB2 890RR 2024 chiếm vị trí là một sản phẩm hàng đầu của thương hiệu và tự hào ở cái mức công suất kỹ thuật cao nhất trong cái phạm vi của Rimmer. Nó cũng có cái tỷ lệ công suất trên cái trọng lượng là tốt nhất trong cái phân khúc với là 138 mã lực và cái trọng lượng chỉ có là 141 kg cộng với cái phần nhiên liệu. Rimmer đã chế tạo những cái chiếc xe đua của mình xung quanh cái có động cơ của KTM, đúng như cái tên gọi của nó là GB2 890RR. Nó được trang bị cho mình có động cơ là 2 xăng, dung tích thật là 889cc, rất được ca ngợi của nhà KTM và cũng được tìm thấy trong cái phiên bản là KTM 890 Duke 2023. Bên trong có động cơ này là thành phần piston có cái độ nén cao và các thanh kết nối bằng titan. Cả hai đến từ Banco, các van bằng titan và trục cam mới dành cho cái chiếc xe đua. Các nâng cấp khác bao gồm cái cổng đầu sedan được gia công bằng cái máy CNC, hệ thống phun nhiên liệu đến từ Dell Octo với cái họng xăng là 48mm và hệ thống khí nạp rem air tùy chỉnh, hệ thống ống xả 2-1 bằng thép không rỉ hoàn thiện với cơ nâng cấp. Tất cả những điều chỉnh đó cộng lại cho ra cái công suất cực đại là 138 mã lực, đi cùng mô men xoắn cực đại là 100 Nm. Nó được cung cấp với vòng tua máy là 11.500 vòng trên phút. GB2 890RR nó cũng được trang bị cho mình cái cấu điện tử hoàn toàn mới, được chế tạo xung quanh một cái bộ não là EQ Masternit với một cái bộ đo quán tính 60 tích hợp. Vì vậy nó có khả năng kiểm soát được kéo, kiểm soát bánh xe có thể điều chỉnh, cùng với các khả năng điều chỉnh cái bản đồ nhiên liệu khi xe đang chạy dựa trên những cái thông tin từ cái cảm biến là Lambda đo cái hiệu quả tốt nhất cháy trong cái phần bùng đốt thông qua cái phần ống xả. Đồng hồ hiển thị MMX 1.3 nằm trong cái trung tâm tay lái với một vai trò là cái bảng điều khiển chính của chiếc xe, nhưng nó cũng thực hiện nhiệm vụ kép với một hệ thống ghi dữ liệu đầy đủ các công suất kỹ thuật. EQ Motronic cũng là một hệ thống mở cho phép người lái có thể tự do điều chỉnh GB2 890R vượt qua những cái chiếc Superbike thương mại. Rimmer có một kế hoạch phát hành những cái bản cập nhật và nâng cấp phần mềm miễn phí trong cái tương lai gần như một cái phương tiện hỗ trợ cho những khách hàng của họ. Cái gói hệ thống truyền động của GB2 890R đã được đặt trong phần khung lưới mắt cáo bằng thép mạ rơm đặc quyền, cụ thể là thép của 25 GAFO4 và phần cáp sau thì bằng nhôm đúc đặt ở phía sau. Số lượng các điểm điều chỉnh ở khung của Rimmer khá nhiều. Chủ nhân có thể điều chỉnh cái cốc xây ở phần cáp sau, cốc đầu lái, độ lệch của cái kẹp chắn ba, chiều cao yên xe, chiều dài và góc của các thanh kẹp cũng như những vị trí cái bộ điều khiển cái chỗ đặt chân ở phía sau. Với cái phục DDB FS Pro có thể điều chỉnh làm nhiệm vụ phía trước và một cái giảm sóc DDB FS Pro phù hợp cho phía sau, được kết nối với một cái sự liên kết đặc riêng cái giảm sau và có thể được điều chỉnh để có thể cài đặt được compression ở tốc độ cao hoặc tốc độ thấp, rebound, reload và điều chỉnh hành trình vân vân. Cái bộ trợ lực tay lái cũng là trang bị tiêu chuẩn. Phần bánh xe nhôm rèn siêu nhẹ đến từ là Demas UV7X và kích thước là 3.5 x 17 in phía trước và 6.17 in cho phía sau, với cái bộ lớp Pirelli Duro Superbike ST1 đi cùng với phanh đĩa đầu phía trước là 290mm và cái kẹp phanh của Rainbow Sarama, trong khi ở phía sau là phanh đĩa đơn 230mm. Mỗi tích tắc dây đều có mức giá trị trong cuộc đua. Đó chính là lý do tại sao ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra cái sự khác biệt lớn. Và đó cũng chính là cái cách tiếp cận mà Rimmer đã thực hiện đối với cái phần thân xe của GB2 890RR. Bắt đầu với thiết kế của cái chiếc GB2 890RR 2024, họ đã
tinh chỉnh vẫn nghiên cứu nó dần dần và cuối cùng kết thúc với phần thân xe hiệu quả 9% về mặt sinh học. Trong kia phía sau dễ nhìn thấy với những dấu hiệu đặc trưng của tay đua Raymer với bình xăng 16 lít. Nó được làm từ nhựa đúc và hoạt động như một cái bình xăng chứa công vụ và là nơi để đặt riêng cái miếng điểm yên ít ỏi của phần xe đua. Raymer cũng đã phát hành CB2 890R 2024 dưới dạng là một cái phiên bản hạng dành riêng cho cái năm 2024 với chỉ có là 125 chiếc dự kiến được sản xuất. Kiến giá nó bắt đầu được giao hàng vào tháng 9 năm 2023. Tại thị trường châu thì có mức giá rơi vào khoảng 41.990 euro. Đó là tiền Việt tương đương gần 1 tỷ đồng. Trong khi thị trường Mỹ thì mức giá là 39.995 USD. Đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 924 triệu đồng. Trong khi thị trường Anh Quốc thì mức giá rơi vào khoảng 35.990 bảng Anh. Đó ra tương đương là hơn 1 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra nó còn có những cái phiên bản dành riêng cho cái những thị trường như là Thụy Sĩ, Úc và New Zealand. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để chi tiết nhớ like, share, subscribe.